hơi chậm đơ một chút thì mình sẽ muốn nâng cấp cho nó. Thì hôm nay mình sẽ nâng cấp cho nó một thanh RAM bộ 8GB. Đây là chiếc Forio 9470, mình sẽ nâng cấp cho nó một chiếc RAM 8GB và một chiếc ổ cứng SSD 240GB. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nâng cấp nhé. Đây là cái RAM này. Khi mà nâng cấp RAM các bạn chú ý đến thông số của nó nhé. RAM thì ngoài hãng, ngoài thông số bớt như là bớt 133, bớt 1600 ra thì nó có loại RAM PC3 và 3L. Đấy, PC3 và PC3L. Thì một số dòng máy đời mới từ chip thế hệ thứ tư trở lên là nó sẽ chạy RAM DDR3 3L. Thì điện của con cái dòng chip đấy thì điện năng nó thấp hơn. Đấy, điện của nó chỉ ở 1,35V thôi, còn cái loại bình thường này là 1,5V. Thì hiện tại trên tay mình đây đang là một con RAM 8GB hãng Chanxe và bớt của nó là bớt là 1600. Đây là DDR3, DDR3 thôi, bởi vì con này là đang chạy i5 Gen 3, tức là i5 thế hệ thứ 3. Và mình sẽ lắp vào mình kiểm tra thêm RAM nó vào trước kia đã. Cho chắc cô. Kiểm tra RAM rất đơn giản, mình chỉ bật lên nếu nó lên màn hình là được. Đấy. Lên như thế này là được rồi, là mình không quan tâm. Hiện tại chưa lắp ổ cứng nên không sợ, rút ra thoải mái. Tháo vỏ pin này ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp ổ cứng. Rồi, thế mình đã nâng cấp xong rồi. Bây giờ mình sẽ cài pin cho nó.